Nữ tiếp viên hàng không hoảng hốt khi quay được người ngoài hành tinh bay song song với máy bay ở độ cao 1.800m. Trong suốt hàng trăm năm qua, con người đã đặt dấu hỏi về những sinh vật kỳ lạ như ma cà rồng, người tuyết, quái vật hồ Loch Ness. Không dừng lại ở đó, chúng ta còn nghi ngờ về sự sống tồn tại trên các hành tinh khác. Ngày nay, một số hình ảnh hay những thước phim về người ngoài hành tinh khiến người xem không khỏi hoài nghi. Liệu người ngoài hành tinh là sản phẩm của trí tưởng tượng hay thực tế? Gần đây, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ một đoạn video về người ngoài hành tinh bay lơ lửng trên bầu trời. Được một tiếp viên hàng không ghi lại qua cửa sổ máy bay khiến cả thế giới không khỏi kinh ngạc. Cận cảnh video quay lại hình ảnh một người đàn ông to lớn đang bay lơ lửng giữa bầu trời cạnh chiếc máy bay. Ngay sau khi được đăng tải trên YouTube, nhiều người đã vô cùng ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình khi trông thấy người ngoài hành tinh xuất hiện trên trái đất. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng đây chỉ là sản phẩm của kỹ xảo máy tính mà thôi. Mình luôn tin là người UFO và người ngoài hành tinh là có thật, đây đúng là một bằng chứng rõ ràng. Tôi thì nửa tin nửa ngờ, tin thì là do hình ảnh khá chân thật, ngờ thì không có người ngoài hành tinh nào lại để mình dễ bị máy bay quay bắt được như vậy. Nhưng dù sao vũ trụ này rất rộng lớn nên không thể lường trước được điều gì. Còn bạn thì sao? Bạn đã bao giờ bắt gặp được người ngoài hành tinh chưa? Liệu họ có đang sống và tồn tại bên ngoài vũ trụ thật không? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn cho Trùm Tin Bí Ẩn biết với nha. Và đừng quên đồng hành cùng kênh để tiếp tục theo dõi những video bí ẩn trong cuộc sống nhé. Xin chào!